Xin chào tất cả các bạn. Hiện tại bên mình có rất là nhiều công việc hỗ trợ cho các bạn đi siêu và chuyển việc. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn những công việc bên mình. Như trên tay mình đây là các bạn nhìn thấy là một xưởng chuyên sản xuất, chế tạo các linh kiện, phụ kiện về máy móc và các phụ tùng ô tô. Và nội dung của công việc ở đây các bạn vào thì sẽ là kiểm tra này, hoặc là vận hành máy móc. Địa điểm làm việc ở đây sẽ là ở Chiba. Thời gian làm việc là từ 8:15 đến 17:15. Mức lương khởi điểm sẽ dao động từ 16 man đến 24 man. Và trình độ tiếng Nhật ở đây thì chỉ yêu cầu là hội thoại thông thường thôi ạ. Công việc rất là phù hợp với những bạn mà có chuyên ngành về cơ khí hoặc là sửa chữa máy móc, thì các bạn hãy đăng ký tham gia vào buổi phỏng vấn bên mình nhé. Buổi phỏng vấn bên mình sẽ diễn ra vào các ngày trong tuần, đó là thứ hai, thứ tư, thứ sáu, bắt đầu vào lúc 11 giờ. Thứ ba, thứ năm, thứ bảy, chủ nhật, bắt đầu vào lúc 13 giờ. Và trong mỗi một buổi sệt chumekai thì bên mình sẽ giới thiệu cho các bạn rất là nhiều công ty, đa dạng các ngành nghề, lĩnh vực để các bạn có thể lựa chọn với công việc phù hợp nhất với bản thân. Ngoài ra, để biết thêm thông tin hoặc là giải đáp những thắc mắc, các bạn vui lòng liên hệ theo số điện thoại 03-6206-8058 để nhận được sự giải đáp. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.